Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series sinh tồn thời tiền sử trong phần chơi ARK. Và tình hình đó các bạn là cái em Doi này của mình nè, mình sử dụng nó để đi farm đá nhiều quá, nó bị ngáo hay sao á. Bây giờ mình để đây nè, cái nó liên tục nó liên tục đập 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 mà nó không có đập được cái cục đá nào hết à. Chắc là do nó nhìn thấy cục đá nhỏ nhỏ ở đây nè các bạn. Đó, cho nên là cứ liên tục ở đây nó đập hoài luôn ha. Và ở đây thì trong thời gian giữa hai tập đó các bạn thì mình cũng đã sửa lại được cho mình một cái căn nhà ở phía bên đây. Mình dựa trên cái tàn tích đổ nát còn sót lại của cái lâu đài của mình á để mình sửa lại nè. Đó, được cái phía bên đây ha, để mình để cái em rồng độc em rồng lửa của mình nè với em rồng sấm của mình đã nuôi được ở tập trước nè. Đó, mình để trên này cho nó đẹp ha. Và trên cái lâu đài này của mình thì hôm nay cũng đã có được một bộ sưu tập như là ba anh em sinh ba rồng băng của mình để ở phía bên đây. Căn nhà này là căn nhà chính nè, mình làm nhà kho với lại nhà chế tạo. Còn phía bên đây là căn nhà nấu mê tồ, mình để hai anh em rồng độc ở phía bên trên ha. Còn ở đây thì rồng lửa với rồng sấm, một trong những con rồng rất là mạnh của mình, ở tập trước mình mới vừa nuôi được nè. Con này thì có khả năng phun điện các kiểu rất là ngon luôn ha. Trong tập ngày hôm nay các bạn, và ở tập trước thì mình có một cái chuyến đi trộm tiếng rồng á, mình phát hiện ra ở phía bên dưới thác nước có một cái hang động rất là đẹp luôn. Nhưng mà mình lo tập trung vào mình nuôi mấy cái em rồng này nè, đó, cho nên là chưa có đi khám phá được. Hôm nay mình sẽ làm một chuyến đi khám phá cái hang động đó luôn. Thì trước khi đi mình sẽ đem theo một cái em khỉ của mình nè. Em khỉ này của mình thì mình trọng cho nó lên chút sức mạnh đi. Rồi, để mình đem theo ha. Kinh nghiệm lần trước mình đi vô trong mấy cái hang động á thì hay đụng độ với mấy con rắn con rết rồi đó, nguy hiểm lắm, nó phá giáp ghê lắm các bạn. Cho nên là hôm nay đem theo em khỉ để khám phá cho nó an toàn hơn. Và đồ của nó thì lụm là luôn cái ha. Da của nó nhiều quá vậy, để mình vô mình cất da vô cái đã. Da bây giờ sử dụng không hết luôn ha. Đi farm về được rất là nhiều luôn á. Cứ đi luyện cấp về là có rất là nhiều luôn. Bỏ vô rương bớt đi, cất hết vô luôn. Đây, bây giờ thì lên đường thôi các bạn. Lần trước thì thấy cái hang động đẹp quá mà chưa có khám phá được. Nó nằm ở bên khu tuyết này nè. Và thì có cục thính nè, nó đang rớt nè. Để mình coi coi có gì xịn không. Ủa, có cái cốc bao hả? Với cái yên của con Tero, hình như là cái công thức chế tạo thôi. Thôi, lên đường thôi các bạn. Cây nỏ thì bây giờ mình cũng không cần ha. Mình có cây súng xịn rồi. Yên của con Tero thì chắc là cũng không cần. Cho nên là đi luôn, lên đường. Lần trước thì mình thấy có một cái con suối, nó chảy từ ở trong cái khu tuyết này nè các bạn, chảy ra phía bên ngoài, nó chảy xuống phía bên dưới. Đó, dưới cái thác nước thì có một cái hang động đẹp, mà bây giờ hình như là nó nằm ở phía gần gần cái khu núi lửa, chứ ở đây thì không có đây ha. Mà trên đường đi thì thấy có cái cục phía bên đây, cho nên mình sẽ lượn lượn qua một chút. Con rồng này thì nó đi không được nhanh như con Griffin ha. Griffin thì chủ yếu là để chậm trứng thôi. Siêu chậm của mình ở tập trước. Ở tập trước có một chuyến đi chậm chuyến rồng rất là may mắn, được toàn là mấy cái chuyến xịn thôi mà. Cái con rồng sấm này của mình là một trong những con rồng mà có level cao nhất, xịn nhất mà mình có. Cái này là công thức chế tạo của mấy cái hùng mà, cái hùng để trồng cây thôi. Còn ngoài này thì có thêm một cục nữa, cục này thì màu xanh lá cây nha. Chỉ là mấy cái đồ linh tinh thôi, như ống nước nè, rồi cái chỗ trồng cây cũng rùi thôi. Cho nên là đi tới luôn ha. Bên đây thì cái mỏ mê tổ. Mình farm hết mê tổ phía bên cái núi phía bên đây luôn rồi. Nhưng mà nó cũng chưa có spawn ra ha. Hôm nay vẫn chưa spawn. Nếu mình nhớ không lầm là cái hang nước ở phía bên đây nè. Đó có một con suối từ phía bên trên chảy xuống. Nó chảy xuống cái sông dưới này. Dưới này thì toàn là mấy con cá. Cái cá sấu dưới này nhiều lắm. Để liếc liếc xem mấy con cá sấu nào lên cao không ha. Trăm mấy không à. Không có con nào 200 mấy hết à. Kiếm con 200 mấy bắt cho xịn. Và thác nước này hình như là ở phía bên trên đúng không? À đây 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 đây. Chỗ này nè các bạn. Đây, cái chỗ này hôm bữa mình vô nè. Cái hang động này thì cực kỳ đẹp luôn. Để mình đi vô phía bên trong nha. Đó, wow. Vô trong này cái bắt đầu nó sụp tối xuống liền ha, tối thui liền nè. Và ánh sáng trong này mờ mờ ảo ảo nhìn rất là đẹp các bạn. Đó. Cây cối trong này nhìn rất là đẹp ha. Nhìn rất là huyền bí nè. Nó hơi tối một chút, cho nên sẽ cho gamma lên chút cho sáng sáng chút, dễ nhìn hơn, dễ quan sát hơn nha. Trong này thì chưa có thấy con nào nguy hiểm hết. Nhưng mà tay cầm sẵn cái quả cầu nha. Thấy có nguy hiểm thì mình quăng cái con khỉ của mình ra để mình cưỡi nó liền. Ở bên đây thì có một đường nữa ha. Phía bên dưới này thì có một đường nữa. Để mình xuống dưới này mình khám phá trước cái đã. Dưới này có đường lằng quằng dưới à. À, trong này thì đường cùng thôi. Thôi thì cho em khỉ của mình ra đi ha. Để mình cưỡi em khỉ của mình đi. Và trang bị cho nó cái nón này lên. Đây, nón ba sừng lên ha. Cho nó một ít thịt vô. Để cho em nó ăn luôn. Rồi, đi vào trong này luôn đi. Mình sẽ khám phá ở phía bên này trước đi.
Bên kia có đường đi nữa chứ, nhiều đường quá, không biết đi đường nào đây. Thì hôm bữa mình có qua phía bên đây mình đào thử cái cục này nè các bạn, đào ra được obsidian nha. Cục crystal này ảo diệu lắm. Cục crystal đào ra được obsidian nhìn rất là lạ. Và đường đi trong này thì lằng quằng quá, cho nên mình khám phá phía đây trước đi ha, đi đại đi. Giờ cũng không biết đi đường nào nữa. Dưới này thì có mấy nấm phát sáng thôi. Và đi sâu vô trong này thử nha. Mình sẽ cầm cái ống dòm để quan sát thử coi. À trong này bắt đầu có mấy con bọ nè bạn. Có con dê này ha. Đây, nhảy lên đập mấy con dê cái. Ủa dê là 280 luôn hả? Ghê vậy. Ghê đó luôn. À dưới này thì có mấy cái ngọc gì nè. Cái này là à ngọc trai đen, ngọc trai đen. Ui, vậy là trong cái hang động này có thể farm được ngọc trai đen luôn nè. Ngon ngon. Lượm ngọc trai đen về để dành luôn các bạn. Sau này cần thì mình sẽ sử dụng luôn á. Vậy là trong này có cái mỏ ngọc trai đen. Sau này chế tạo mà cần đó các bạn vô trong này farm là ngon lành luôn ha. Nhưng mà farm ít thôi. Từ từ khi nào mình cần ấy mình lấy thêm. Chứ còn bây giờ farm nhiều quá, lát mình đi không nổi á. Cái ngọc trai đen thì nó cũng nặng lắm. Đây trong này có thêm nữa nè. Và đi sau trong này thì bắt đầu đó. Có nhiều mấy con dê hơn. Dưới này chỉ có thác nước thôi, có suối chảy trong này luôn ha. 280 nữa nè. Dê 280 nhiều ghê luôn. Và bên đây một đàn dê luôn. Trong này thì không có thấy con rắn rết nào hết á. Nhưng mà dê thì rất là nhiều. Đường này thì có những cảm giác như giống như nãy vòng trở lại. À đúng rồi, vòng trở lại nè. Cái chỗ mấy cục crystal nãy nè. Chỗ crystal mình nói farm được obsidian đó các bạn. Lần trước thì vô trong này tò mò quá, đào được một vài cục. Ở trong này con bọ hả? Ủa phía bên kia còn đường nữa nè. Bên đây mình thấy có một cái đường ở phía bên trên nữa đúng không? Nhảy lên thử coi. Đó. Em thấy được của mình có khả năng leo trèo cho nên nó đi cũng dễ lắm. Vô trong này muốn leo đâu leo à. Và đường đi lằng quằng quá vậy. Đi một hồi chắc lạc ở trong này luôn quá. Đây có con đường nữa nè. Lủi đại đi ha. Cứ con đường bên trái thì mình cứ lủi 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 vô đi. Rồi trong này là nguyên một cái mỏ crystal luôn ha. Crystal phía bên trên thì có ánh sáng xuống phía bên dưới. Mấy cái này thì ánh sáng hình như là ảo thôi chứ không có bay lên phía bên trên đi ra ngoài được đâu. Bên đây thì có đường đi xuống nè. Đó mình sẽ chọn những cái con đường mà kiểu như nó có cái xu hướng là đi xuống phía bên dưới á. Và con khỉ này của mình cũng lên cấp, lên thêm chút đam nữa. Chiêu chiến binh của mình lên 290 mấy rồi ha. Sắp sửa lên được 300 luôn rồi. Và đi xuống phía bên dưới này còn trời ơi. Ui. Cái hang động mà như là một cái hang động thần tiên vậy đó bạn. Ôi ơi xuống dưới này xím xím xanh xanh các kiểu đẹp ha. Ở trên kia thì xanh lá, còn dưới này xanh dương nè. Có thêm màu xím xím hồng hồng nữa. Chà. Cano sao rớt ở dưới này nữa hả? Hai anh em cano sao rớt đập. À, bắt đầu có mấy con bọ ngựa. À bốn. Bọ cạp xuất hiện rồi nè. Mà chết rồi đúng không? Nhanh lắm. Là đi nhanh lắm. Phía bên đây thì có thêm nữa nè. Và trong này đó bắt đầu xuất hiện mấy con rắn ha. Mình sẽ xử luôn. Đi tới đâu mình sẽ clear tới đó để cho nó thông thoáng cái đã, an toàn ở dưới này. Ôi ok. Bên đây thì có đường đi nữa ha. Bên đây thì cũng có đường đi nữa nè. Nhiều đường quá vậy. Mấy con đó sao nó cứ đơ đơ ra. Thôi hình cứ lủi lủi bên đây đi. Đài đi vào phía bên đây á. Nó ở phía bên kia thì mình sẽ né né đằng chút. Mình đi vào phía bên đây. Vậy là có một con đường đâm thẳng xuống phía bên dưới. Ở bên đây có con đường nữa nè. Trời ơi. Cái hang động này lằng quằng quá. Thôi cứ đâm đại một đường đi xuống phía bên dưới này thử coi. À xuống phía bên dưới rồi. Dưới này cũng là cái hang động. Ủa. Hình như là mình mới vừa làm đúng rồi nè, có hai con chuồn chuồn ở đây nữa các bạn. Mình mới vừa làm một đi được một vòng rồi đúng không? Thôi thì đi xuống dưới này đi, đập cái nha. Đó, còn trên kia thì đập luôn một cái rớt hả, rớt nè, rớt nè. Mình đi một mình sợ mấy con rớt này lắm, nó phá giáp đánh hư giáp mình hết à. Dưới này thì cũng có raptor nữa hả, tử luôn mấy con raptor luôn. Raptor cano rồi có dơi rồi rớt rắn, có cả bọ cạp dưới này nữa. Ủa con này không phải con dơ, con xe ke gì đó. Ở trong này thì xuống phía bên dưới bắt đầu thấy những cục crystal và đường đi cũng lằng quằng dưới này nữa. Có một con đường ở phía bên đây nữa nè, để mình thử lũi ở trong này thử coi nó có đi xu hướng đi xuống phía bên dưới là sẽ giúp cho mình đi tới những cái khu vực mới hơn. Bên đây lại tiếp tục có đường nữa. Wow, chỗ này phải chỗ hồi nãy nữa không vậy, hay là chỗ mới? Hình như chỗ này chỗ mới nè. Chỗ này nhìn lạ lắm. Ui, ở bên trước. À, đây đây đây. Đây đây mình thấy rồi nha, thấy rồi nha. Thấy có cái anti-fat kìa các bạn. Đó, giờ trong cái hang này có anti-fat á. Nhưng mà nằm ở phía bên trên. Để mình dọn dẹp dưới này cho an toàn cái đã. Để mình xuống mình lụm. Có mấy con cano dưới này nè. Đập. Con khỉ của mình nó vô trong hang động nó leo không mà. Đập. Đó.
Dạ bình thường á. Đây, mấy con này sao nó đùn đùn sao á. Giờ cho mày giả hết mấy con này. Hỉ của mình lên cấp tiếp nè. Ủa sao con này trâu vậy? Giả cho một cái. Nó đánh mình bị nóc bắt cái mình đánh nó không được ha. Ở có cả chó trong này nữa hả? Chó nè. Mấy con linh cẩu thôi. Nó thấy mình nó bỏ chạy sao á. Đập thử ra. Dướng trong cục crypto mà vẫn có thể đập được. Dướng quá vậy. Ừ, nó dướng trong đó rồi chạy đi. Chủ yếu mấy con rết nè. Mình sẽ xử lý mấy con rết hết. À, mấy con kia thì nó bị dướng trong đó rồi. Cho nó xuống một cái ha. Mình sẽ bay qua phía bên vảnh. Ờ quên đó. Mình có con Sino trên lưng mà. Có thể bay lên trên này và loot đại rồi. Một trong những cái anti-fat nữa để bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Sau này còn đi đánh boss nữa chứ. Trong đây thì còn nhiều đường lắm. Cho nên sẽ đi vòng vòng đây mình khám phá nha. Vậy là cái hang này là một trong những cái hang có thể tìm kiếm được những cái anti-fat nè. Và đường đi hình như là phía bên đây. Có xu hướng đi lên phía bên trên chắc là vòng lại chỗ cũ rồi. Dưới này thì mình sẽ đi từ từ dưới này xem coi còn gì nữa không nha. Phía bên đây thì có đường đi xuống dưới nữa nè. Ủa chỗ này cái đường lằng quằng giống chỗ hồi nãy quá ha. À dòng là chỗ tím tím hồi nãy nè. Tím tím. Ui ở chỗ này có thêm mấy cái ngọc da đen nữa nè các bạn. Nhưng mà chỗ này hình như mình đi qua rồi phải không. Bên đây màu ghê quá vậy. Ờ à, chỗ này. Ý phía dần chút. Ui Cano Alpha level 280 mấy luôn. Máu 50 mấy ngàn. À đây đây mình ném cho nó cục phân đó nha. Trời cục phân cà khịa đó. Rồi chó nè tấn công nè. Rồi cho nó ăn thêm cục phân nữa. Ăn cục phân nữa nè. Cho nó ra phía bên ngoài này đi để không thoáng dễ đánh. Nhảy lên đập. Mình sẽ sờ ba mấy chiêu nhảy đập nè. Chiêu này đập AOE mạnh lắm. Đó nhảy lên đập. 50 mấy ngàn máu chắc là con khỉ này của mình dư sức chơi được. Ui nó đánh mình yếu lắm, nó đánh mình có 33 đam mà trời ơi. Con khỉ của mình được trang bị cái nón sắt các bạn, cho nên là rất là cứng luôn ha. Đánh khỏe. Con này đánh nóc bách dữ quá, con khỉ mình đánh không được. Mà dạ đánh nó không được. Phải nhảy lên đập xuống, nhảy lên đập xuống là sợ ba mấy chiêu này thì đánh được. Mà nó hay bị dướng vô trong mấy cái vách đá quá ha. Dướng vách đá cái đánh không được. Nhảy lên. Nhảy lên. Nó không cho mình nhảy lên luôn á. Đập nè. Rồi con rết cũng trâu nữa. Và xong nó còn 10.000 máu thôi. Một vài phát nữa thôi em nó đi. Này đánh thường luôn á. Đó cào thường luôn. 3.000 máu. Đánh xong con này chắc cũng lên được một mớ level luôn á. Bập một phát đây rồi. Ngon lành. Lấy luôn phần thịt của nó. Và lên được 8 cấp luôn nè. Con này thì cho lên chút máu nữa đi. Cho đủ 30.000 máu ha. Còn phần còn lại thì lên cho nó phần sức mạnh luôn là đẹp. Mình nghe tiếng ầm ầm. À đây đây đây. Nghe cái tiếng chân ở sau lưng. Và trong này thì có rất là nhiều những cái ngọc chai đen nè. Đó vậy trong hang động được thể farm được ngọc chai đen. Và có thêm mấy con thằng lằn phát sáng trong này nữa ha. Thằng lằn phát sáng thì trong phần chơi này thì nó không có những cái con Ripper Wen nào đâu các bạn. Cho nên là thôi chắc là không cần rồi. Và đường đi này thì có xu hướng đi lên phía bên trên rồi. Và chỗ này chật hẹp quá vậy. À đi qua được. Lấn lấn thì cũng đi qua được ha. Vậy là trong cái hang này chỉ để lấy cái anti-fat đó thôi à. Còn đường này chắc là đi lên phía bên trên rồi. Nè cái chỗ ngã ba này nhìn quen lắm nha. Đi xuống phía bên dưới này là cái khu xanh xanh tím tím đúng không. Nếu mình nhớ không lầm là như vậy. Để mình xuống thử coi. À xuống cái chỗ khác nước hả. Đúng rồi nè. Chỗ xanh xanh tím tím ở dưới này nè. Và cái đường này thì có hai con chuồn chuồn để đi lên phía bên trên. À vậy là chỉ để xuống như này lấy cái anti-fat thôi các bạn. Cái hang động trong cái map lần này nhìn đẹp ghê ha. Cái hang động này chắc phải gọi là hang động thần tiên rồi. Đây là một phần luôn cái đặt. Để dành để ném hơn. Và mình thì cũng được lên cấp đúng không. Trội lên 9 cấp luôn nè. Đó mình sẽ từ từ cộng điểm cho mình sao đây. Và bây giờ thì tìm đường lên phía bên trên cái. Và cái hang động là chủ yếu là để farm cái farm để mình qua phía bên đây luôn nha. Phía bên đây hình như mình chưa có khám phá đó. Phía bên trên. Ở dưới này chắc là đường này nhảy xuống phía bên dưới nè. Đi thẳng xuống một phát. Xuống phía bên dưới rồi. Phía bên đây thì nó gần ở trên rồi các bạn. Cho nên là có ánh sáng lấp lánh xuống phía bên dưới nhìn đẹp ghê ha. Phía trên này là chỗ mấy con dơi nè, nãy mình chưa vô khám phá nè. Có con nhện nè. Phía bên này nhìn thấy phía bên kia luôn. Dưới này thì có mấy cái rít tàu thôi. Vậy là do cái đường này là đường cùng rồi. Giờ thì nó lũa lũa vết tường rồi. Vậy là con đường ở phía bên kia là đường đi xuống dưới. Còn đường này là chỗ để farm mấy cái cục rít tàu phát sáng thôi. Nhìn lung linh lắm. Và đường phía bên đây đi ra. Thôi, chắc là sẽ đi ra đi các bạn.
Vậy là chỗ này để farm crypto với lại lấy cái antifast, với lại farm được cái ngọc trai nữa ha, ngọc trai đen nữa. Ok, ghi nhớ nha. Vậy là ngay chỗ cái thác nước, ở ngay chỗ này thôi. Và đây là đường đi ra nè, ngon lành luôn. Nói chung là cái hang này đẹp mà có một cái antifast ở trong này, vô tình mình khám phá phát hiện được thôi, chứ mình cũng chưa có nghiên cứu về cái tọa độ của mấy cái antifast nữa các bạn. Trong cái hang động này hình như có mười mấy cái hang động lận, trong cái map lần này có mười mấy cái hang động lận. Cho nên là cậu phải đi khám phá từ từ á. Con này chắc là cho vô trong quả cầu để mình tiếp tục lên đường để đi phiêu lưu khám phá thôi. Ở trên khu băng tuyết đó bạn thì có mấy con Managa, thì cũng có nhiều bạn kêu mình bắt con Managa trong cái phần chơi này thử á, cho nên là chắc là mình sẽ bắt thử một con luôn quá, để mình lên phía bên trên thử nha. Đây, bây giờ thì mình sẽ sử dụng em rồng của mình lên phía bên trên thử đây. Hôm bữa thì mình đi phía bên đây nè, đi bắt mấy con khủng long bắn gai, thì mình hay thấy mấy con kiểu như mấy con Managa nó xuất hiện lắm, nhưng mà lúc đó chưa có súng bắn lưới. Hôm nay thì cũng đã có cây súng mà, cây súng bắn lưới mình để nó đâu rồi ta, đây đây đó, cho nên là mình sẽ tìm xem có con Managa nào mình tóm nó luôn á. Đây có Yuuzhan nè, Yuuzhan này level 120 à. Managa hôm bữa mình thấy nó đâu nó lẩn quẩn, đây 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 đây, đây có một con này ha. Managa này thì level 120 hả, phía bên dưới thì có một con nữa không? À, phía bên dưới thì chỉ có mấy con Engen thôi. Managa nó chiến lắm, hổ báo lắm, nó nhảy múa nó đánh người ta các kiểu. Mình sẽ đi vòng vòng, có con Managa nào gần gần đây không ha. Và bên kia mình thấy có cục hính màu vàng vàng đang rớt kìa, và xa xa hình như là cục hính màu đỏ hay màu tím gì nữa, bên kia thì có đó nè. Nhưng mà cứ quanh quẩn mấy cục hính hoài nó làm mình phân tâm lắm. Nhưng mà có cục này thì gần nè, à chỉ có đôi giày chitin với lại một cái công thức chế tạo của cây nỏ thôi, cho nên là thôi. Map thì trong phần chơi này mình mở cũng muốn hết rồi ha, chỉ còn mấy cái góc nhỏ nhỏ thôi, cái góc nhỏ nhỏ không biết có gì đặc biệt không nữa, bữa nào mở hết ra luôn cho rồi. Phía này thì ra phía bên ngoài khu rừng này rồi, khu trong này thì hay có mấy con nha Managa, cho nên sẽ lượn lượn ở trong này thôi, xem có con nào cao hơn nữa không nha. Hồi nãy thấy có con 120 à, trong setting lần này của mình đó bạn, level cao nhất là 300, cho nên là phải tìm con 200 mấy á thì nó mới ổn được. Đó đây đây, phía này có thêm nè, Managa này 90 nữa, 90 thì quá là cùi rồi, nếu mà không có thì cũng phải chịu thôi, bắt cái con 120 thôi chứ nó không có spawn ra thì biết sao giờ. Nhưng mà chưa đi khám phá hết cho nên là chưa biết được đâu, phải đi khám phá cho hết, liếc liếc xung quanh luôn để mình xem là có không nha. Vừa đi mình sẽ vừa nhìn xuống phía bên dưới nè, mấy con Managa thì lần trước mình đi qua phía bên đây mình tìm mấy con khủng long bắn gai thì thấy nó nhiều lắm. Đây đây có nữa nè, nhưng mà level có 40 ha, thấy nó bay múa nhảy múa cái kiểu luôn á. Dưới này có mấy con cú tiết nè, hình như có con Malaga chứ không, đây đây, ồ 190 nữa bạn, ồ 190 cũng được ha. Nhưng mà xem coi, nhớ nha, ở chỗ này đỏ nó bay lên phía bên trên nè, 190, để xem có con nào level cao hơn nữa không. Và phía đằng kia mình thấy cục hính màu vàng nữa à, cục hính màu vàng nó phải cục hính mình hình như khác nữa, khác nữa đó. Mình sẽ từ từ mình qua phía bên đó luôn, còn đi vòng vòng ra trước đã. Có cục hính màu tím nè, hính màu tím thì nó ở bên cái khu bên kia rồi. Nhìn nhìn xuống dưới này coi, à dưới này có thêm một cái con nữa nè bạn, đây đây, à con này 200 nè, con phía bên kia 190 nè, con này thì 200 nè, level cao hơn chút. Cao hơn 10 cấp á, cao hơn 10 cấp chắc bắt con này luôn quá. Nhưng mà khoan đã, mình sẽ qua phía bên đây để mình lốt cục hính thử coi, mấy cục hính này hay có đồ xịn lắm nhưng mà cũng hên xui. À có yên của con Tero hả, xuống để mình luyện cấp, luyện cấp luôn. Thấy con Kano vô mình chích một phát chết, bên đây hả, tử luôn á. Sẵn ở đây mình lia nó luôn đi, luyện cấp cho em rồng của mình luôn. Con Yuuzhan này level có 40 thôi à, không cao lắm cho nên là xong, một phát một là đi rồi. Khu vực này đã an toàn, mình sẽ xuống phía bên dưới mình lụm luôn cái yên của con nha, khủng long xoáy nước này ha. Còn cái này là công thức chế tạo của con Tero, đầu đồng của mình nó ỉa dữ rồi ta. Cái đầu phát nó làm một bãi luôn à. Bây giờ chắc là sẽ quay trở lại đi ha, bên đây thì mấy con Managa thì cũng level cũng cao thì cũng ít, chỉ có con đó là level 200 là thấy ổn nhất rồi. Kìa có con rồng nè, rồng 170 hả, đúng rồi, để mình thử coi. À có thêm con Managa nữa nè, Managa này thì chưa nhìn thấy nha, chưa nhìn thấy level của nó, nó mới nhảy nhảy đâu đây nè. Ủa nó đâu rồi, bây giờ thì buổi tối luôn ha. À dưới này nè,
À 120, à con này 120 thôi. Mình mới thấy con rồng nó bay lượn lượn đâu đó đây nè. Sau đó nó mất tiêu rồi. Sẵn thì mình sẽ đánh nó thử coi. Dưới này thì có thêm một con, à con 200 nè. Chắc là xuống mình tóm con này luôn quá. Là đài xuống mình tóm luôn ha. Lấy cái để con rồng của mình không tấn công gì hết. Lấy cái súng lưới rồi mình tóm nó một cái là xong mà. Xuống đây cưng. Nhảy nhảy hồi nó cũng hết stamina, nó cũng rớt xuống à. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Ây da. Rồi xong em nó luôn. Bây giờ thì lấy cái súng này ra để nã nó thôi. Có 10.000 turbo thôi các bạn. Quá là đơn giản luôn á. Đây mà nghe hình như là mình chưa có yên cưỡi đúng không. Lát nữa mình về chế tạo sao. Còn bây giờ thì nã nó thôi. 10.000 turbo bắn khoảng tầm 8-9 viên đạn thôi. Nếu mà mình dồn á thì khoảng tầm 8 viên á. Rồi bắn từ từ thì chắc khoảng tầm 6-7 viên thôi là được à. Rồi xong, chờ đợi một chút. Lên nè, ngủ nè. Đủ không? À, ngủ rồi nè. Quá là đơn giản luôn. Và còn có thịt đùi đấy, thịt đùi đây. Bỏ cho nó một ít thôi. Ăn vô chân, ăn vô chân. Đó. Lên rất là nhanh luôn ha. Mà trong này thì con mana thế này. Mana. Là nè. Ủa. Managa như là nó nằm ở một cái map khác nữa. Đại đây Managa đây nè. Cần phải chế tạo trên bàn smithy và cần có da titan. Ui mấy cái này thì bây giờ mình có vô tư rồi. Con này thì nó bay, nó bay, nó bay. Đừng 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 tấn công. Ok. Đứng im, đứng im, đứng im. Nó manh động quá. Mình sẽ cất cái em thủy của mình vô đi ha. Mình sẽ lấy thêm một cái này nữa để mình hút nó đem về. Test thử phần sức mạnh của nó luôn. Con này sau khi tem xong thì chỉ số sức mạnh của nó là được 53 cũng được gáy ha. Level 299. Trời ơi, không lên level 300 luôn đi. Còn 299 nữa chứ. Đây thì có thịt đúng không? Lấy về luôn. Rồi. Thôi, đi về luôn các bạn. Rồi mình cũng đã về tới nhà rồi các bạn. Bây giờ thì em rồng của mình chắc là tạm thời để nó dưới này đi ha. Bây giờ thì cũng tới thui rồi. Cho nên sẽ cho một chút gamma lên cho nó sáng cái. Đó. Vô trong để mình chế tạo cái yên cho con Managa luôn ha. Đồ của mình bây giờ thì tầm lum trên người này nó hơi nặng chút. Cất yên cưỡi vô đi. Quá trời yên cưỡi luôn. Một chuyến đi lướt về nè. Có thêm ngọc da đen nữa, 600 mấy ngọc. Và cái yên của con Managa thì trong này đủ luôn đó bạn. Chế tạo một phát luôn cho xong cái luôn ha. Rồi, cho em nó ra phía bên ngoài luôn để mình cưỡi nó ha. Con này trong cái series trước mình có sử dụng một lần. Con này thì di chuyển thì khỏi chơi luôn. Nhảy 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 đã lắm. Cho nó thêm thịt đó thì từ từ đi. Con này thì cưỡi trước rồi đó. Đây, nhảy lên phía bên trên á. Lướt, đó. Con này thì lướt khỏi chơi luôn rồi. Tăng tốc độ cho nó nữa thì nó lướt thì thôi rồi luôn. Đánh chẳng bình thường. Ây da. Ây da, sao nó bay lơ lửng rồi. Ở kìa. Nhảy. Bum. Ở hết stamina hả? Ừ, đánh thường cái đó. Đánh thường để luyện cấp nha. Con này chưa có đam hết. Đánh hơi đau một chút, hơi đuối. Thiếu stamina quá. Mấy con kia thì tấn công phụ đi chứ. Một mình đánh không lại. Kêu gọi đồng bọn. Đây, mấy con bọn chúa của mình đánh phụ nha. Lên phía bên trên nào. Á à, chà. Có con bọn chúa T-Rex ở phía bên kia kìa. Nhưng mình đói quá, để mình ăn cái đã. Ăn cho no cái đã. Cho con này lên chút stamina nữa đi. Nó hơi thiếu stamina nè. Rồi thêm một chút quay nữa. Rồi phần còn lại thì vô máu với đam trước đi. Đam trước đi để luyện cấp cho dễ hơn nha. Là đây, đánh con này xong chắc là lên một đống cấp luôn nè. Phun thử một cái coi. Đống băng liền. Rồi cắn. Đánh bình thường á. Nè nè, nè. Đống băng con Sabentus là liền. Con này thì 280. Đánh xong con này chắc cũng lên nhiều lắm. Ấy da, ủa sao nó bay vậy? À, mình nhảy lên. Lướt. Đây, quay trở lại liền nha. Quay trở lại với cơm bát liền. Xong liền. Lên được nhiêu? 10 cấp liền các bạn. Ngon ha. Rồi, cộng cho nó bây giờ thì lên tốc độ đi. Sức mạnh cho nó thì stamina của nó thì lên chút nữa mới được. Không có stamina không có làm gì được hết á. Nhảy. Nhảy lên. Lên cái nữa. Con này thì nhảy tối đa được 3 cái thôi. Lướt tới thì phụ thuộc vào tốc độ với lại stamina của nó nữa. Nó hết stamina coi như nó cũng rớt. Mà tốc độ ít quá thì cũng bay cũng không được xa. Con này hình như là trong cái series cái series Genesis Pack 2 các bạn, mình có test thử một lần. Tăng full tốc độ luôn, lên 1000% tốc độ các bạn. Trời ơi, lướt muốn nửa cái map các bạn. Lướt từ đầu này tới đầu kia luôn. Khủng khiếp lắm kìa. Còn con này chắc là mình sẽ không làm gì nữa. Mình sẽ lên cho nó kiểu sức mạnh. Nhớ stamina, stamina yếu quá. Bye bye cái hết stamina rồi. Con này hồi phục cũng chậm á. Stamina của nó nè. Chắc lên chút stamina nữa đi. Rồi, lên chút đam đi. Rồi. Được rồi.
phun nó một cái đóng băng lại để chạp cho nó dễ đó. Chạm phát thì không được mạnh lắm nha, con này chủ yếu là để di chuyển thôi. Nếu mình lên con này mình lên đam cho nó thì hơi uổng ha. Hôm nay xem coi có con bảo chúa Giga nó xuất hiện chưa nha. Hôm bữa thì mình lia hết mấy con cổ dại đây rồi mà nó spawn lại nữa rồi nè. Spawn lại nữa hả? Cho nên là à già nó hút stamina của mình kìa. Con quỷ tem râu này, à da, ủa đánh mình văng khỏi lưng thú luôn hả? Ờ, mấy con tem râu này nó hút mình đánh không được luôn. À da, nó hút hết stamina của mình xong cái nó đứng cứng đơ luôn. Thầy đập nó luôn hả? Chơi hẳn luôn con cổ dài luôn. Nó hết nửa cây máu rồi các bạn. Thấy con quỷ này nó đánh ghê thiệt chứ. Con này thì 280 luôn hả? Hàng gì? Có khi là mình đánh hồi con này của mình ngủ luôn hả? Nó hết stamina cái đánh bắt đầu nó tăng turbo lên từ từ nè. Nhưng không sao, cố gắng dòng con này nữa mình sẽ được lên thêm một đống cấp nữa. Con này chắc là mình sẽ cộng tốc độ đây chứ mình cộng đam nó lên không được nhiều á. Con này chắc là hướng hướng về tốc độ với là stamina cho nó, để cho nó di chuyển xa hơn một lần lướt, thích hợp cho mình đi lướt mấy cục thính là đẹp. Thì có con này nữa hả? À level 40 thì chơi được. Mình sẽ ly hết mấy con khủng long ba sừng, á lộn, mấy con khủng nhân long cổ dài Baronto ở phía bên này để nhường chỗ cho mấy con Gigan á. Gigan thì hôm nay không biết có chưa, nhưng mà xuống phía bên dưới để cho nó không tấn công nha. Mình sẽ kiểm tra thử xem coi nó lên được bao nhiêu cấp độ. Chờ đợi cho nó hụt stamina lại cái. Lên lên tốc độ nha. Con này chắc là lên đam chắc là không ổn rồi. Đam nó lên không có được bao nhiêu á. Cho nên lên tốc độ thì đẹp hơn. Lướt tới luôn nè. Bờ te hả? Bên đây là chỗ mà hay spawn mấy con Gigan nè. Nhưng mà chỉ có mấy con Raptor nè. Raptor lên bậc 300 luôn. Raptor bây giờ không cần nữa rồi. Cho nên là đánh nó luôn. Max level luôn có ghê chứ. Phải chỉ con Gigan mà nó max level vậy thì đẹp. Làm luôn con là đẹp. Raptor nè. Chụp cái nhảy lên phía bên trên thử coi. Lướt xuống phía bên dưới luôn. Con này thì di chuyển cơ động khỏi chơi rồi. Hôm nay cũng vẫn chưa có ha. Khủng long cổ dài thì rất là nhiều luôn. Phun cho nó cái đóng băng rồi cắn bình thường. Đóng băng giống giống cái chiêu của cái con khủng long bắn gai quá ha. Con khủng long bắn gai có cái chiêu đóng băng á, bắn cái gai băng cũng đóng băng giống y vậy luôn nè. Con này thì cũng có luôn. Ria ria ria. Con này stamina nhiều chắc là ria hoài luôn ha. Stamina của nó thì liên quan tới cái khả năng là phun băng của nó với lại khả năng bay của nó. Tốc độ thì giúp cho nó bay xa hơn á. Con này level 110, hàng gì đánh lâu phải. Lấy luôn còn thịt đem về cho mấy em đại của mình ăn. Mặc dù nhà cũng nhiều thịt lắm rồi, nhưng mà lấy thêm vậy ha. Đập mấy cái xác này thì mình cũng được lên level á. Cho nên đập nhiều nhiều một chút, tích cực vào đập. Phun con này đóng băng tới chết luôn. 260 hả? Và dưới này thì có cái hang. Cái hang này thì em này đi qua lọt luôn nè. Hang này thì cũng có một cái anti-fort ở phía bên trong bạn. Thì lần trước mình có loot rồi ha. Hôm nay thì trên này không có mấy con nha. Mấy con kia rồi. Mấy con Gigan xuất hiện rồi. Phía bên ngoài này thì còn cái xác đúng không? Lấy luôn thịt đó đi. Bên đây thì có thêm mấy con khủng long cổ dài nữa nè. Xuống phía bên dưới. À hết stamina rồi hả? Để cho nó hồi phục lại đánh cho nó khỏe các bạn. Con này thì lên cấp nữa đúng không? Đó. Lên thêm nữa nè. Stamina hồi phục nhanh rồi nè. Còn bây giờ thì lên tốc độ nha. Ưu tiên cho nó tốc độ lên cái. Rồi. Thử luôn cái con này. Phun tới chết được ha. Để mình thử coi nha. Thử xem coi mình có khả năng phun cho nó tới chết được. À, nó đánh mình bị ngắt. Ngắt cái chiêu đi ha. Bị gián đoạn chiêu thức nè. Đang phun bị dính chiêu cái là nó bị kiểu như nóc bắp á. Cái nó không có phun tiếp được. Ok. Nguyên một cái ống stamina của mình phun được chút xíu thôi là nó chết rồi. Con này cũng không phải hụt dạng dừa nữa. 260 luôn chứ bộ. Phun tới chết luôn. Còn mấy con này thì dễ quá rồi. Rút máu xuống nha. Hai con à. À, nó có khả năng đồng đội của nó cho nên nó rất là trâu nữa. Tăng đam, tăng khả năng phòng thủ đồ nữa. Ở đây thì có con Tenro đúng không? Phun một Tenro thử nha. Máu có 3000 thôi à. Phun tới chết luôn. Quá đã luôn các bạn. Con này cũng được ha. Có con Tết nè. Mấy con Tết hay có level cao lắm. Đây, mình sẽ đánh mấy con Tết để lấy thêm phần dầu với lại phế liệu của nó, với lại mạch điện của nó đem về nữa. Lẫn đây thì farm luôn. Rồi, lướt tới phía đây, cùi ở phía đây nè. Trời ơi, mấy con cổ dài phía đây nhiều quá ha. Mấy con cổ dài phía đây nè. Quá trời quá đất luôn. Một nùi ở phía bên dưới này nữa. À đúng rồi. Tận dụng cơ hội nha. Có một nùi ở phía bên dưới này thì mình sẽ cho nó lên
tốc độ trước tiếp đi, cho để cho nó hồi phục stamina lại cho nó đầy cái đã, rồi mình sẽ xử nó. Phun nguyên một bầy này luôn, vũ nguyên một bầy lại mình phun một bầy, chắc là hơi khó phun đó anh. Con này máu đang hồi phục lại, lát con sẽ về cho cái em cứu của mình với em heo của mình nó hồi phục máu lại là đẹp. Còn bây giờ thầy xuống phía bên dưới luôn á, stamina cũng đã hồi xong rồi à, phun cũng được. Ây da, nó đánh nóc bắp dữ lắm. Đóng băng của nó chỉ được một chút thôi ha, sau khi đóng băng xong thì hết đóng băng được rồi, không được rồi, chắc phải đánh bình thường thôi. Nhảy lên lướt xuống, nhảy lên lướt xuống, chiêu nhảy lên lướt xuống thì hơi tốn stamina một chút, cho nên đứng ở dưới này luôn đi. Phun đó, tận dụng khả năng phun của nó. Phun của nó một phát được có 20 mấy đam thôi, nhưng mà được cái là nổi lên liên tục thôi, cho nên ống máu của nó kéo xuống cũng nhanh. Chạy đi đâu không biết nữa, ai cho chạy. Con kia cũng yếu rồi kìa, thấy máu nó tua tủa ra rồi, sơn đỏ dính đầy người của nó rồi. Đi luôn. Còn con Tero nữa hả? Tero thì chạy đi đâu, vướng đánh luôn cái. Rồi lui xa xa đây nha, để nó hút stamina của mình. Rồi đánh luôn, thịt con này luôn. Còn con nữa, đây đây chạy phía đây hả? Có cano nữa hả? Cano chạy đi đâu, đóng băng tới chết luôn, lấy luôn thịt của nó. Còn phía bên đây thì đóng băng luôn, đóng băng cái con Tero luôn. Cano với Tero mà ở bên đây có con Tero thôi à, còn bên đây là Baronto xong, quá đã luôn ha. Bây giờ thì trời mưa thổi phía đây nè, phía đây toàn là mấy con khủng long cổ dài không ha. Khu vực này rất là nhiều cổ dài luôn á, và bên đây có cái núi, để mình coi coi, có cái núi này có mây tò, có mấy con raptor nữa ha. Bên đây không có mây tò rồi, và hết stamina rồi, không có phun được, không có phun tới chết được, cho nên là đánh thường thôi. Bên đây có cái núi để mình lên coi, trong lúc chờ đợi cho em nó hồi phục stamina lại thì mình sẽ lên phía bên trên này coi coi, quan sát xung quanh toàn là mấy con khủng long cổ dài thôi. Ở bên kia thì nó chưa có xuất hiện lấy con gigant chứ, bữa giờ tìm chờ đợi mà không có con gigant xuất hiện ha. Mình sẽ lướt qua phía bên đây để quay trở lại chỗ cũ, bây giờ sương mù nó mờ ảo ảo quá cũng hơi khó nhìn đường. Phía bên trên thì mình thấy có cục hính nè, đây để mình lướt tới thử coi được không nha, đủ stamina nhảy lên cái lướt tới chỗ này hơi dướng cái đó. Đây con này lướt thính là hỏi chê luôn ha, nó cũng phải ngang ngửa với con Gitwin á, con Gitwin thì phải bay lên lượn xuống, bay lên lượn xuống, còn con này thì lướt tới thôi ha. Đây để mình bay về lâu đài của mình luôn, lâu đài của mình để hướng phía bên đây thôi, lướt về luôn ha. Đó con này thì bây giờ không biết để đâu đây, chắc là để trên cái cục đá này tạm đi, mình sẽ tìm chỗ nào đó để mình để cho nó đẹp hơn nha. Còn để nó đây đi, con rồng của mình thì mình sẽ đưa nó lên phía bên trên chỗ cái căn nhà phía bên đây. Mỗi lần đáp con rồng này cũng là một cái cả vấn đề nè, đó đáp được ở phía bên đây nè, canh cho nó ngay xuống một cái đó. Phải hạ cánh đúng lúc nha, rồi phải xây đầu cho nó qua góc phía bên đây cho nó đẹp đẹp một chút, mà để nó phía bên đây luôn cho nó ngay chút cho nó đẹp nữa đó. Đã vậy các bạn, cho nó lòi cái đầu ra để mình đứng ở phía bên dưới á, mình có thể nhìn thấy được nó đưa cái đầu ra ha. Rồi như vậy trong tập ngày hôm nay đó bạn, thì mình có một chuyến đi khám phá cái hang động thần tiên rất là đẹp luôn, lấy về được một cái anti-fat và bắt được thêm cho mình một con managa nữa để di chuyển lúa thính cũng rất là ngon luôn ha, nó farm thì cũng rất là đã luôn nè, quá trời đồ luôn các bạn. Còn con khỉ này của mình thì bây giờ mình sẽ bỏ nó ra phía bên ngoài luôn cái đó, đây bỏ nó phía bên ngoài luôn ha, khi nào cần di chuyển thì mình sẽ lấy nó đi theo. Còn bây giờ thì lắp cho nó cái đầu vô cái đã, rồi cho nó thêm ăn thịt đuôi luôn đi, thịt đuôi bây giờ cũng có nhiều rồi, cho nên cho em nó ăn kha hồ luôn. Rồi đẩy nó lên đây đi. Rồi như vậy là trong tập ngày hôm nay đó các bạn, thì mình có một chuyến đi khám phá cái hang động thần tiên á, thì lụm về được một cái anti-fat để bổ sung vô bộ sưu tập của mình để sau này chịu hồi boss, cũng như là bắt được thêm một con managa nữa đó. Con này thì có khả năng lướt với lại phun băng phun mấy con khủng long bạn, rất là đã luôn ha, lướt đi thì rất là nhanh để phục vụ cho một tiêu sau này của mình á. Trong lúc mà mình xây dựng ở đây đó, mình hay nhìn thấy mấy cục hính xung quanh lắm đó, mấy cục hính xung quanh đó các bạn đó, mình sẽ sử dụng em nó để lướt đi để lụm hính cho tiện hơn ha. Mình đang cố gắng tìm cho mình một bộ giáp kiểu như bộ giáp mê tò đó bạn, có chỉ số giáp cao á, để mình trang bị sau này mình còn đi đánh boss nữa mình mặc vô để cho nó có khả năng phòng thủ tốt hơn ha. Rồi còn bây giờ thì do hệ lượng video của tập ngày hôm nay cũng đã khá là dài rồi các bạn, cho nên là mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích cái phần chơi này của mình cũng như những chuyến đi phiêu lưu khám phá của mình trong phần chơi sinh tồn thời tiền sử, thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm về những cái series như vậy cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.